Nay em cũng trở lại khu vườn của anh Việt ha. Anh Việt cũng có giao lưu với cô chú anh chị mấy gốc mai. Thì đầu clip thì cũng chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, an toàn trong mùa dịch. Rồi giờ mình vô cây mã số 1 ha. Cây số 1. Cây giảo. Đây là cái bộ tàn của cây số 1. Cây mai giảo 6-12 cánh. Có bộ tàn là cái tán ngang đó là 3 m, chiều cao 4 m, thân lắc lượng. Chân cành này cũng tương đối đều. Rồi đây mình vô đó bộ đế đó. Hoành là được 47 hoành. Thoát thân là 30. Thai chi thứ nhất là 27. Nồi đế 250. Cây số 1 này là anh Việt cánh giao lưu với cô chú anh chị là 27 triệu, bao ship 200 cây. Rồi mình tiếp tục cái cây thứ hai nha cô chú anh chị. Cây mã số 2 là một cây mai đọt xanh, bông là 579 cánh, mai đọt xanh, bông vàng nghệ. Chiều cao là cỡ 3 m 3, tán ngang là 2 m 8. Cái này là có cái hoành thân là 45 tính 44 thôi. Nó xù nu nha. Nó đang này nó lên xù. Nu cục cục luôn nha cô chú anh chị. Đây. Bộ đế nó đều là cũng bốn phía hết luôn. Trước có cái rễ treo đây mà người ta cắt ra rồi, giờ nó cũng nói chung là liền xẹo, kéo xẹo hết rồi. Cây này cũng bể xù à. Lên xù mấy cái điểm xù nó cục cục luôn. Đó, nó có cục. Mấy cái nách này thì nó chảy luôn. Đó, đây nó chảy luôn. Nó cũng lên xù cho tàn đều bốn mặt luôn.
Rồi cây mã số 2 này anh Việt cánh giao lưu với cô chú anh chị là giá là 23 triệu. Bao ship 200 cây. Rồi mình tiếp theo cái cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Cũng là một cây mai, là cây mai đọt xanh. Mai vàng. Bông vàng nghệ. Đó, nó cũng xù nu luôn. Đây là nó 43 hoành. Cái chiều cao thì 3m3. Tán ngang 2m8. Cũng xù nu luôn. Đây mình tiến vô cái bên trong của nó. Đó, điểm xù lên xù nu. Mấy cái điểm này là cũng có rễ hết, nó nằm hơi chìm xuống dưới một xíu. Mấy cái điểm này nó lên xù cục cục nè cô chú anh chị. Mấy cây này cái đế vậy là cũng ok luôn. Chi cành cũng nhạo. Nó cũng xù lên tới trên, nó nổi, đang nổi xù ngu lên tới trên luôn. Hai cây này thì cái nồi đế nó nằm cỡ 208. Hai cây nó giống nhau. Nếu mà cô chú anh chị nào hợp nhãn thì mình có thể giao lưu cặp với cây này với anh Việt luôn. Cây này anh Việt giao lưu với cô chú anh chị là cũng 23 triệu. Nhưng mà nếu mà cô chú anh chị mà giao lưu một cặp thì anh Việt anh sẽ bớt tiền cà phê cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem lại tổng quan cây số 3 này lần nữa. Rồi mình tiếp tục vô cây số 3. Số 4 chứ, xin lỗi. Cây số 4. Đây cây số 4. Cây số 4 là cây mai bông chùm 5-9 cánh. Có bộ tàn rất đẹp nha cô chú anh chị. Có chiều cao là 5m. Tán ngang 4m rưỡi. Chi cành là đều, này là đều tứ mặt. Đây là mặt nào nó cũng giống nhau, đều trăng gì hết. Y chang như cái đống rơm luôn nha cô chú anh chị. Còn do thì nó ra một dòng đó, tứ diện của nó đều nhau hết. Rồi mình tiến vô cái phần nội thất bên trong nha. Có cái hoành đo là 61, tính 60 thôi.
đến 59 rồi là bao cho cô chú anh chị mình đo luôn nha. Ở đây cái dàn xương nó nè, nó lên cỡ chừng 6 tấc, nó ra 3 thân nhưng mà chi tàn ra rất là đều, đều lên trên luôn. Cái dàn này nè, mấy cái dàn đế nó cũng muốn bể xù hết rồi cô chú anh chị. Đây nó có cái bộ đế nè, đi một vòng cho cô chú anh chị mình. Xem bộ đế đều là 48 giờ luôn. Wow, trời bộ đế. Tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Chia tàn rất là đều. Đây, cái nồi đế nó là 400. Vàng xương là dày đặc luôn. Bông là 5 tới 9 cánh bông chùm. Cây này nó nở là thơm lắm nha cô chú anh chị. Nó thơm thôi nhưng mà nó thơm là thơm dữ lắm, nhưng mà mình không dám bao mai hương nha. Thì nó thơm đó. So với mấy cái khác là nó thơm thôi nhưng mà... Đó, cho cô chú coi lại một lần nữa. Điều tứ diện nó tròn do vậy nè. Nhìn khủng lắm. Cây này anh Việt anh giao lưu với cô chú anh chị là 77 triệu. Thì hỗ trợ phí ship cho cô chú anh chị là 200 cây. Dạ. Đây cây mã số 5. À, nhìn cái bộ đế nó cũng quái gì lắm nha cô chú anh chị. Cây mã số 5 này là cây mai bông chùm nha. 5 tới 9 cánh, bông nó chùm chùm dữ dằn lắm. Bông này là bông bự vàng nghệ. Bông cái cây này là nó hình như tàn dù luôn rồi. Để quay cho kỹ cho cô chú anh chị xem. Cái mé bên đây đó thì mình có thể mình chặn xuống xíu nữa, mình chặn mấy cái nhánh này mình gỉ xuống là nó sẽ đều như dù luôn. Mình chặn xuống xíu thì cô chú anh chị mình chặn thêm. Đó, chiều ngang của nó là nằm cỡ 4 mét á. Cao cỡ 4 mét rưỡi. Mình tiến vô cái bộ đế cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi nó có cái thân này thì nó 52 hoành, tính 51 thôi. Đây bộ đế đây. Đó, đế nó cũng đều bốn mặt luôn nha.
này đó có cái thân nữa hơi ấy nữa rồi anh về anh cắt luôn, làm như giờ giờ nó giống có con thú đo ngay cái thân cổ đó là nó 51. Rồi mình đo nguyên cái khối cái cục này luôn là nó 70. Thì cây mã số 5 là cái cũng là mã cuối cùng anh Việt cánh giao lưu với cô chú anh chị là giá là 23 triệu. Thì cuối video thì cũng kính chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe thì hạnh phúc bên gia đình và người thân. Rồi chào cô chú anh chị xem clip vui vẻ.